Út, mời thầy cấp đàn nha. Út. Mời các bạn ôn tập bài đọc đọc nhẹ số 8 bài Mai Chiều, xin mời các bạn vô. Mình đọc xong nhạc rồi mình hát bài ca luôn nha. Đọc hai lần như thế nha. Do si do hai ba. Do si do mi mi la la do. Yeah.